Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Có vận trình được bề trên ban phúc, xua tan vận hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Nhìn qua lộc đã tới rồi, nói chi bói toán phí hoài thời gian, tài cao ẩn hiện thế gian, đinh tị thịnh vượng an khang vững vàng, đôi tay khéo léo chăm làm, đến giờ hưởng phúc cả đời bình an. Chấn động. Giới tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ về cuộc đời tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, số mệnh phú quý, hậu vận giàu sang, từ 48 tuổi chuẩn bị ba việc này, lộc rơi tận cửa, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Minh Đường Tử Vi rất vui được gặp lại và đồng hành cùng quý vị anh chị trong video ngày hôm nay. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, gia đạo bình an, tấn tài tấn lộc, biết trước để tránh xa vận hạn, giữ được những gì đang có. Quý vị thân mến, bạn thường hay than thân trách phận rằng cuộc sống mình sao lại khổ quá vậy, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, làm đâu chúng đấy. Ẵm chọn tiền tài địa vị trong tay, lúc họ ăn bào ngư vi cá, thì bạn ăn cơm rau cháo trắng sống qua ngày, chắc hẳn Đinh Tị sẽ có những lúc như vậy. Ông cha ta thường nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức, ai ai cũng mong muốn ước mơ cho riêng mình, nhưng để biến điều đó thành hiện thực thì quả không dễ chút nào, bạn cần kiên cường ý chí quyết tâm cao. Nhưng riêng người tuổi Đinh Tị là người chăm chỉ, họ có hoài bão và nghị lực sống mãnh liệt, nhờ đó mà ông trời đã thấu tỏ chân tình mà báo cho con giáp này những lời nhắc mệnh. Từ sau 48 tuổi là độ tuổi quan trọng của cuộc đời, bản mệnh phải nắm chắc được những điều này để thay đổi số mệnh, lội ngược dòng số phận mà vươn lên vượt khó, gia đình giàu sang hạnh phúc, con cháu công thành danh toại. Vậy, vận trình cuộc đời của người tuổi Đinh Tị sẽ ra sao khi về già? Từ 48 tuổi sẽ có những cơ may nào đến với bản mệnh? Và đặc biệt trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra cho quý anh chị hướng phong thủy cực vượng và cách cải vận duy nhất để cuộc đời từ nay hanh thông mọi điều như ý. Không để quý vị chờ đợi lâu, ngay bây giờ hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải và chiêm nghiệm nhé. Quý vị thân mến, tuổi Tị là những người giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Người tuổi Đinh Tị thông minh, lanh lợi vì được Thế Chí Bồ Tát ban trí tuệ, nhưng số phải bôn ba đây đó, nếu sống đất quê người thì hiển vinh, còn sống tại quê mình thì bình thường hơn. Tuổi Đinh Tị sống biết ban phát thì càng giàu sang phú quý, họ sinh được giờ tốt thì làm quan lớn, được người quý mến, họ có ước vọng cao xa và cũng yêu cầu người khác khá nhiều. Cuộc đời Đinh Tị gặp nhiều khó khăn vất vả ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Đinh Tị may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân, gia đình, bạn bè, bởi vậy họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định. Đường tài lộc gặp nhiều may mắn, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu, cũng có khát khao rất lớn về tiền bạc, trí tuệ mẫn tiệp. Tuy không gặp nhiều sóng gió nhưng quyết đoán dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú không ai sánh bằng. Về sức khỏe, được bà chúa Ngọc độ mạng, tuy không có bệnh nghiêm trọng nhưng có bệnh vặt. Theo luận đoán tử vi chọn đời, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 73 tuổi đến 89 tuổi. Những người này ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, sống tốt đời đẹp đạo, tích phúc tích đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tuổi này cần chú ý những vận hạn năm 35, 36, 48 và 50 tuổi. Tuổi này được hư không Bồ Tát ban phúc nên đông con nhiều cháu. Nếu sinh giờ tốt thì gia đạo êm đẹp, may mắn giàu có đủ đường. Nếu sinh giờ không tốt thì phải tới ba đời vợ chồng, bằng không thì lăng nhăng đến già, nguyệt hoa đủ kiểu. Tổng quan tử vi chọn đời tuổi Đinh Tị. Năm sinh âm lịch, Đinh Tị 1977, địa chi đầm nội chi xà, tức là rắn trong đầm,
Mệnh xa trung thổ là đất lẫn trong cát, cung mệnh nam 1977, nam cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh, cung mệnh nữ 1977, nữ cung khảm thủy, thuộc đông tứ mệnh, màu tương hợp, đỏ, vàng, màu tương khắc, xanh, Phật ban phúc, hư không tạng Bồ Tát, Phật ban trí, đại thế chí Bồ Tát, Phật hộ mệnh, địa tạng Bồ Tát, Phật bảo hộ, phổ hiền Bồ Tát. Hướng hợp nam 1977, đông bắc, tây, tây bắc, tây nam. Hướng hợp nữ 1977, đông nam, đông, nam, bắc. Con số hợp mệnh 2, 5, 8, 9. Con số khắc mệnh 3, 4. Nói về tuổi Đinh Tỵ. Xét theo yếu tố thiên can trong tuổi. Thiên can Đinh là can đứng thứ tư trong 10 thiên can, đứng trước can Đinh là Bính và đứng sau nó là Mậu. Thiên can Đinh tượng trưng cho sự ổn định, mầm non bắt đầu hình thành. Người thiên can Đinh là âm hỏa, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh trong nóng, nhu trung hữu cương. Khi nhìn bề ngoài mọi người thường đánh giá thì Đinh hỏa có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, bên trong người họ có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, họ tế nhị nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người, trong đầu họ có nhiều tâm tư tính toán và hay suy nghĩ lung tung. Người Đinh hỏa có trán cao, đôi mắt đen có thần, sống tình cảm, sống biết trước sau, biết nhẫn nhục, giọng nói trầm lớn, có tính cách độc lập, lầm lì nhưng quyết liệt, dám làm dám chịu, không sợ hậu quả, cũng như hậu hối, tức là làm thì quyết không hề hối hận sau này. Người thiên can Đinh hỏa thường mắc bệnh về tim, phổi, thận, dạ dày và nặng nhất là các bệnh về răng. Đặc trưng của Đinh hỏa và Bính hỏa hoàn toàn trái ngược nhau, người sinh ra vào ngày Đinh, đặc biệt nhạy bén với tiền tài, rất giỏi tính toán. Thích hợp nhất làm quản lý bộ phận kế toán, người Đinh hỏa thích làm ăn buôn bán và còn là kẻ bùn xỉn. Nếu bạn vay tiền người Đinh hỏa khả năng thất bại là rất lớn. Với Đinh Tỵ có nạp âm hành thổ, do can Đinh âm hỏa, ghép với chi Tỵ âm hỏa, ta có can và chi cùng hành hỏa, lại tương hợp ngũ hành với nạp âm. Là những người thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Từ tiền vận cho đến hậu vận, dù trong năm xung thắng hạn, có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Nếu người tuổi Đinh Tỵ có mệnh thân đóng ở Dần Mão thì họ sẽ gặp vất vả vào thời niên thiếu, trung vận thì phát phú. Người có mệnh đóng tại Ngọ có cục hỏa hay tại Tam hợp, Tỵ, Dậu, Sửu thường làm mỗi người thành công, có địa vị cao trong xã hội ở mọi ngành nghề. Người tuổi Đinh Tỵ thuộc mẫu người mềm mỏng, nhu thuận, nhân hậu, thích sống nơi đô hội, song đa nghi và thường ẩn tránh. Họ thích làm việc hay hoạt động một mình nơi uẩn khuất, dễ thấy đúng sai hay sở trường sở đoản của người khác. Do đó khi hành động dễ thành công, người tuổi Đinh Tỵ có thiên khiếu về triết học, nghị luận sắc bén, thời vàng son của họ thường là giai đoạn trung vận. Về mặt tình cảm, người tuổi này thường ít biểu lộ cho người khác thấy, phần lớn họ đều có lý tưởng cao xa, nhưng không giữ vững được lâu dài. Tuổi Đinh Tỵ hợp với các tuổi như Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Quý Dậu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Ất Sửu, Tân Tỵ, Ất Tỵ, hành hỏa, hành thổ và hành kim. Các tuổi kỵ của Đinh Tỵ là Kỷ Hợi, Quý Hợi và các tuổi mạng mộc, mạng thủy, mang hành can, nhâm, quý. Còn xét về địa chi trong tuổi thì Đinh Tỵ có tính cách vận mệnh ra sao? Trong số 12 con giáp, người tuổi Đinh Tỵ cầm tinh con rắn được đánh giá là người có tính cách khéo léo, thông minh, giỏi ứng biến, bởi vậy họ có sự nghiệp tương đối thành công và gia đình hạnh phúc. Người tuổi Đinh Tỵ được đánh giá cao về ngoại hình, duyên dáng và quyến rũ. Họ thường có khả năng giao tiếp tốt và dễ dàng tạo được thiện cảm với mọi người. Điều này giúp họ dễ dàng kết bạn và hòa nhập trong mọi tầng lớp xã hội. Với trí tuệ nhanh nhạy, người tuổi Đinh Tỵ có khả năng suy nghĩ sáng tạo và đưa ra những ý tưởng mới lạ. Họ cũng thường xuất sắc trong việc giải các vấn đề và đối mặt với những thử thách trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, như con rắn có thể giấu mình và đánh đồng, người tuổi Đinh Tỵ cũng có thể có tính cách khá ích kỷ và độc đoán. Họ có xu hướng chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà ít quan tâm đến người khác, điều này có thể gây cản trở trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt với người khác. Tuổi Đinh Tỵ là những người có nhiều ham muốn, tham vọng, nhưng lại không có tính kiên trì, nên không đạt được kết quả cao trong công việc. Họ có tầm nhìn xa trông rộng, là người hiểu biết, có kiến thức và thông minh, bởi vậy trong công việc thường giải quyết nhanh gọn vấn đề. Tuy tiền vận khá vất vả, nhưng đến tuổi trung vận ổn định hơn chút, về hậu vận mới được an nhàn khấm khá. Người tuổi rắn thường hợp với công việc về chính trị hay kinh doanh, người tuổi Đinh Tỵ còn là những người luôn biết cố gắng và kiên trì ở mọi hoàn cảnh. Nhờ vào điều đó mà người tuổi Đinh Tỵ đã tôi luyện cho mình trở thành người mang sức mạnh nội tâm rất lớn. Người tuổi Đinh Tỵ khi tích cực thì trung thành, nhẫn nại và có thể cậy dựa, tiêu cực thì thành kiến và có khuynh hướng bới lông tìm vết.
Họ là người dễ thích nghi mọi hoàn cảnh. Tuy nắng mặc gió đẩy, mang trong mình tính cách nhanh nhạy uyển chuyển, biết tiến biết lùi, luôn có cái nhìn thông minh giỏi đầu cơ lợi dụng thời thế. Những người sinh năm Đinh Tỵ rất phù hợp làm những công việc kinh doanh và tài chính. Đây cũng là mẫu người thích hợp để trở thành chính trị gia hoặc làm các công tác về tư tưởng. Vận thế cuộc đời nhìn chung khá tốt, dù tuổi trẻ gặp nhiều khó khăn, nhưng thường được quý nhân nâng đỡ. Mặt khác Đinh Tỵ rất chăm chỉ làm ăn. Cộng thêm bản thân là người khéo léo tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định kinh doanh thuận lợi. Trai tài gái sắc thường là người tuổi Tỵ, vì thế nếu bạn là người tuổi Tỵ, nhiều khả năng bạn sẽ có một vận mệnh tốt. Trong tình cảm, người tuổi Tỵ có sức hấp dẫn lớn với người khác giới. Khi có người bạn đời hợp lý, họ thường hết lòng yêu thương vun đắp cho cuộc hôn nhân này. Ngày càng phát triển và tươi đẹp, đôi khi họ sẽ hơi nóng nảy, nhưng việc kiểm soát cảm xúc tốt sẽ giúp cho gia đình vượt qua các sóng gió, cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Những người phụ nữ tuổi Tỵ thường ngăn nắp và rất gọn gàng, được người chồng nể phục, trong khi đàn ông tuổi Tỵ thì luôn là trụ cột trong nhà, yêu thương vợ con nhưng cũng khá gia trưởng. Về cơ bản, người tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc cũng như tình yêu. Nếu kết hợp với những con giáp hợp tuổi, hợp mệnh với họ thì cuộc sống càng thêm viên mãn và thăng hoa. Tiếp theo, chúng ta cùng luận bàn chi tiết tử vi chọn đời trên các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tài vận chọn đời tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Theo luận đoán tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ, cuộc đời không phải lo lắng về tiền bạc, tuy thời trẻ vất vả cực thân, nhưng đôi lần cơ may thường tới với họ, nên nắm chắc lấy thì phát tài lớn. Từ trung vận trở đi, người tuổi Đinh Tỵ có số may mắn được quý nhân phù trợ, tiền cứ thế chảy về, hậu vận rất an nhàn sung túc. Đinh Tỵ là con giáp có trí tuệ mẫn tiệp, tuy không gặp nhiều sóng gió, nhưng quyết đoán dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy linh cảm phong phú không ai sánh bằng, nhờ vậy sự nghiệp tài lộc của họ thường phất lên cùng lúc. Người tuổi Đinh Tỵ không phải lo lắng về tiền bạc, cơ may thường đến với họ, thông thường người tuổi Tỵ có quý nhân phù trợ. Song tiền bạc thu được lại không dựa vào kiến thức quản lý tài chính của họ, mà dựa vào ăn may mà thôi. Hầu hết tiền bạc của họ có được không phải do làm ăn vất vả mà có, mà họ có được là do đầu tư. Người tuổi Đinh Tỵ thường rất hào phóng trong việc tiêu tiền, đặc biệt là họ không tiếc tiền trong việc mua sắm quần áo, tư trang và ở nhà. Họ đã có thói quen xa hoa ngay từ khi còn nhỏ, không bao giờ để ý đến những sản phẩm giảm giá, bởi lẽ họ cho rằng những sản phẩm đắt tiền mới chứng tỏ họ là những con người sành điệu. Do được trời cho nhiều tài lộc, nên dù có ăn tiêu xa hoa cũng không đến mức nợ nần chồng chất, song cũng cần tiết kiệm để tương lai tốt đẹp hơn. Đặc biệt từ 48 tuổi trở đi, sẽ là lúc vận số của Đinh Tỵ tỏa sáng, có các tinh tử vi chỉ lối, chỉ cần nỗ lực cố gắng thì sẽ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Mọi thành quả cống hiến bao năm được ghi nhận, có cơ hội thăng chức lên vị trí cao hơn, thu nhập nhờ đó cũng được tăng tiến. Bên cạnh con giáp này luôn có quý nhân đồng hành, người thân ủng hộ nên tạo được tiếng vang lớn trong sự nghiệp, làm việc gì cũng hanh thông, công việc suôn sẻ thuận lợi, một thời kỳ mưa thuận gió hòa, mã đáo thành công. Từ 48 tuổi, tức bước sang năm 2024 này, Đinh Tỵ được thần tài ưu ái, vận khí của tín chủ này ngày càng được tăng mạnh, tài lộc tăng lên gấp bội, Đinh Tỵ làm buôn bán kinh doanh cũng rất phát đạt và doanh thu tăng lên một cách nhanh chóng. Ngoài ra, những Đinh Tỵ làm công ăn lương cũng có được nhiều thành tích rực rỡ, công danh thành đạt. Bạn phải nhớ rằng, muốn đạt được thành công thì cần phải có một bản lĩnh vững vàng để có thể vượt qua được chông gai thử thách. Với người làm đầu tư ở độ tuổi này, cũng được gọi là lão làng. Bằng những kinh nghiệm và mối quan hệ có được mà sự nghiệp của bạn lên nhanh chóng mặt, đem về nhiều nguồn thu lớn. Nếu cứ tiếp tục giữ vững được phong độ như vậy, thì giai đoạn sau này sẽ chính là lúc mà Đinh Tỵ hưởng thụ được những thành quả của mình, được quý nhân phù trợ, tiền cứ thế chảy về, hậu vận rất an nhàn sung túc. Xét tử vi sự nghiệp chọn đời tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Xem tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn gian nan ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Đinh Tỵ may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân, gia đình, bạn bè, bởi vậy họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong công việc, một khi đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch cho mình, tuổi Đinh Tỵ kiên quyết thực hiện đến cùng. Chừng nào chưa đạt được thành công họ sẽ không bỏ cuộc, dù cho người khác có gièm pha đàm tiếu, thì tuổi Đinh Tỵ vẫn kiên định giữ vững lập trường. Khi làm việc họ tập trung cao độ, không để tư tưởng của mình bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì, càng không để chuyện tình cảm đan xen vào công việc. Tuổi Đinh Tỵ thích hợp với những công việc lao động trí óc,
đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic sáng tạo. Khi gặp khó khăn rắc rối, thái độ bình thản của họ dễ khiến người khác hiểu lầm. Tuổi Đinh Tỵ không hề lười nhác, trốn tránh trách nhiệm, họ chỉ đang tập trung cao độ để giải quyết vấn đề, không lo sợ cũng không lúng túng. Bản chất gan dạ của tuổi Đinh Tỵ khiến nhiều người nể phục. Tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ nam mạng, có vận mệnh tay trắng lập nên sự nghiệp, người này thông minh, có tinh thần cầu tiến, hướng thượng, bạn có thể hy sinh tất cả vì lý tưởng của chính mình. Người sinh năm Đinh Tỵ nam mạng, có phần giàu hoạt, giỏi nắm bắt cơ hội để thể hiện tài hoa của chính mình và có điểm sở hữu nhiều tài sản lớn. Tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ nữ mạng là người tuổi trẻ gặp nhiều gian nan, sự vất vả đó hình thành nên tính cách tính toán của họ. Người tuổi Đinh Tỵ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để giành lại lợi ích và quyền lợi của mình. Nữ mạng tuổi Đinh Tỵ thông minh và nhiều mưu tính. Bạn khiến người khác có phần nể sợ, nhưng dù có gặp khó khăn thì nữ mệnh tuổi này cũng sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định đầy đủ nghi. Đặc biệt, theo tử vi dự báo, từ 48 tuổi trở đi, vận trình của Đinh Tỵ sẽ ngày một được nâng cao lên, nhiều may mắn thường sẽ tìm đến bạn. Nếu như là người làm công ăn lương, thì họ rất được người trên trọng dụng, tạo được nhiều cơ hội để bộc lộ năng lực của mình. Ngoài ra, Đinh Tỵ đang theo đuổi con đường buôn bán kinh doanh, cũng có thể trở thành những người tâm huyết với nghề, là nhân viên mẫn cán, mọi nỗ lực của Đinh Tỵ sẽ được đền đáp xứng đáng. Sau những thử thách khó khăn, Đinh Tỵ đạt được thành công trên con đường công danh sự nghiệp, gia đình yên bề, đời sống trở nên sung sướng an nhàn hơn. Đinh Tỵ là người có chỉ số thông minh rất cao, lại rất nhanh nhạy, tinh tế và hoạt bát. Tín chủ là người có ước mơ, có hoài bão, muốn xây dựng lên cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Đây cũng là một con giáp rất tốt bụng thiện lương, đi đến đâu cũng được người quý người thương. Từ 48 tuổi trở đi, Đinh Tỵ bước vào thời kỳ thịnh vượng. Nếu như Đinh Tỵ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục cố gắng, thì nền tảng tài chính, vị thế trong sự nghiệp của tín chủ sẽ ngày một phát triển hơn. Theo như tử vi của 12 con giáp, Đinh Tỵ chính là những con giáp đầy năng lực, giàu sức tưởng tượng và sáng tạo, nhưng lại khá là cứng đầu, độc đoán. Nhiều lúc thì Đinh Tỵ lại tỏ ra khá chuyên quyền, độc đoán và rất cố chấp, khó có thể lắng nghe lời khuyên ý kiến của những người đóng góp ý kiến thiện chí. Đinh Tỵ cần phải khắc phục những nhược điểm này thì mới dẫn đến thành công được. Đinh Tỵ vốn đã tháo vát nhanh nhẹn rồi, lại kết hợp với một nghị lực mạnh mẽ phi thường nữa. Vậy nên cuộc sống có vất vả khó khăn đến mấy, thì Đinh Tỵ vẫn có thể đối mặt và vượt qua nó, giúp mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bài học quý giá. Từ nay Đinh Tỵ sẽ gặp rất nhiều điều may mắn, sự nghiệp phất lên, thăng tiến nhanh, công việc kinh doanh đầu tư cũng tăng trưởng tốt. Đinh Tỵ thuộc top dẫn đầu những con giáp có chỉ số thông minh vượt trội, tinh thần độc lập tự chủ ăn sâu vào trong máu, nhất là không thích dựa dẫm vào người khác, luôn muốn tự mình phấn đấu bằng khả năng và sức lực của mình. Nhờ vậy mà Đinh Tỵ dễ dàng gặt hái được những thành quả xứng đáng. Nhờ vào các điểm mạnh này, Đinh Tỵ sở hữu đầu óc tư duy rất tốt, nên bản mệnh rất ưa thích việc sáng tạo, tận dụng tối đa mọi thế mạnh của mình để phát triển sự nghiệp, công danh lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trước đây, Đinh Tỵ vẫn chưa biết cách tận dụng được thế của mình để chớp lấy cơ hội sẵn có. Dù cho lúc đó Đinh Tỵ có tìm được phương hướng phát triển thích hợp đến mấy đi chăng nữa, nhưng do bản tính quá ham vui, khiến cho Đinh Tỵ rất dễ bị lôi kéo, trượt bánh khỏi đường ray của mình, đánh mất thời cơ sẵn có. Ngoài ra, sự thiếu quyết đoán không dứt khoát, đánh mất đi sự tinh tế, khiến cho Đinh Tỵ đôi khi đứng trước cơ hội được trời ban cho lại không hề phát giác. Thay vì cứ tin tưởng vào lời khuyên răn, ý kiến đóng góp của những người tốt, thì lại cứ đâm đầu nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Cuối cùng thì công sức cũng đổ sông đổ biển, kéo theo đó là những hệ quả của nó, như hàng loạt những rắc rối, gian nan và khó khăn. Thậm chí trong thời gian vừa qua, Đinh Tỵ còn phải đánh đổ và hy sinh rất nhiều điều, phải đổ mồ hôi rồi nước mắt, tất cả công sức của bạn đều tan biến, khiến bạn thoái chí nản lòng. Tuy nhiên may mắn thay, bạn đã lấy lại được cho mình sự cân bằng, sự quyết đoán, kiên trì đã nhanh chóng quay trở về bên bạn, đúng với câu nói khổ tận cam lai. Chỉ cần bạn kiên trì bền bỉ nỗ lực đến cùng, thì cuối cùng trái ngọt cũng hái về tay bạn, thành quả đạt được sẽ xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra. Tử vi tình cảm gia đạo chọn đời tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Trong chuyện tình cảm, nam giới tuổi Đinh Tỵ thường rất lãng mạn, đa tình, có sức hấp dẫn lôi kéo phái khác giới, nhưng lại khá âm thầm kín đáo làm cho đối phương phải điều đứng. Vui vì họ, chảy nước mắt cũng vì họ, nam tuổi Đinh Tỵ yêu một cách chân thành và mãnh liệt nhất, họ có thể hy sinh bản thân mình để đem lại niềm vui hạnh phúc cho đối phương. Tuy nhiên, đôi khi nam giới tuổi Tỵ ghen tuông mù quáng và điều đó khiến họ gặp phải nhiều rắc rối. Sau khi kết hôn họ sẽ là người chồng tốt, họ biết cách chăm sóc và quan tâm đến đối phương. Về đường con cái, họ cũng sẽ là người cha tốt, người này giỏi trong việc hướng dẫn con cái,
xây dựng giá trị quan cuộc đời đối với việc của dòng tộc gia đạo luôn nhiệt thành tham dự. Người con gái cầm tinh con rắn thường được người đời gọi là mỹ nhân, họ khá lạnh lùng duyên dáng pha chút kiêu sa, thường làm khuynh đảo khá nhiều chàng trai tìm đến. Ở các cô gái này nhìn bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhan tản thích ẩn giật, nhưng trong lòng lại lai láng sục sôi nghĩ ngợi vì tình yêu, nhưng khi đã bị phản bội trong tình yêu, họ sẽ trở nên đa nghi và khép kín cánh cửa trái tim mình, không cho phép ai bước vào, bởi vậy chinh phục được họ hoàn toàn không phải điều dễ dàng. Cô nàng tuổi Đinh Tỵ có vẻ đẹp dịu dàng đoan trang, nhưng cũng rất mạnh mẽ, họ có đời sống nội tâm phong phú, lãng mạn và luôn khao khát được người khác yêu thương, dù bên ngoài luôn tươi cười vui vẻ. Nhưng cũng có lúc họ giấu đi những tâm tư nỗi buồn thầm kín trong lòng. Nếu ai thấu hiểu được những suy nghĩ ấy, người đó sẽ dễ dàng chiếm được trái tim và tình cảm của cô nàng tuổi Tỵ. Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Tỵ sẽ quán xuyến hết mọi việc một cách tài tình, vừa là người phụ nữ thành công ở ngoài, vừa là người vợ, người mẹ tốt, hết mực yêu thương chăm lo cho gia đình. Khi đã kết hôn, họ nghiêm túc một lòng một dạ chung thủy với người bạn đời của mình, nhưng nữ giới tuổi này dường như kiểm soát người đàn ông của mình hơi quá. Hãy kiềm chế tính cách này, bằng không bạn sẽ đẩy người ấy vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. May rằng vận mệnh không bỏ rơi bạn, lần nào bạn cũng vượt qua ải khó trong tình cảm. Tử vi sức khỏe chọn đời tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Trong cuộc đời, được bà chúa Ngọc Độ mạng ban cho sức khỏe, tuy không có bệnh nghiêm trọng, nhưng có bệnh vặt, Đinh Tỵ nên tập cho mình thói quen. Hay tư duy việc tập thể dục hàng ngày, vừa làm tăng sức đề kháng của cơ thể, vừa giúp giảm bớt nguy cơ bệnh nguy hiểm. Lúc còn trẻ, nhiều người tuổi Đinh Tỵ lại thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ. Thức khuya thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, phần nào giảm đi sức đề kháng, dẫn đến việc mắc các bệnh cảm cúm thường thấy theo mùa. Ngoài ra, người tuổi Đinh Tỵ nên chú ý các vấn đề liên quan đến tim mạch, nên có kế hoạch chăm sóc sức khỏe khoa học. Nếu có kế hoạch học một môn gì đó, thì Đinh Tỵ nên tiến hành, vì chúng rất tốt cho tinh thần của bạn đấy. Hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ sống mỗi một lần, nên hãy cứ thỏa thích làm những việc mình muốn. Bạn có thể tìm kiếm niềm vui cuộc sống qua những việc bản thân cảm thấy hứng thú, như tham gia lớp yoga, khiêu vũ, hoặc thiền, vân vân. Ngoài ra, mỗi tối bạn có thể dành thời gian 10 đến 20 phút để ngâm chân bằng nước muối ấm, để giúp cơ thể ấm hơn và giảm căng thẳng. Bạn sẽ ngủ ngon hơn, đẩy lùi bệnh tật. Chỉ cần một giấc ngủ sâu thì sáng hôm sau bạn sẽ cảm thấy rõ mình tràn đầy năng lượng. Nhân loại vì kiếm tiền mà hy sinh sức khỏe của mình, vì chữa bệnh mà hy sinh tiền tài của mình. Tiếp đó họ lại vì lo lắng tương lai nên không cách nào hưởng thụ hiện tại. Cứ như vậy mà không cách nào sống cho hiện tại. Khi còn sống họ quên mất rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Đến khi sắp chết đi người ta mới phát hiện ra rằng mình chưa từng một lần sống thật tốt. Tiền có thể dùng để mua thuốc bổ, dược vật để trị bệnh, nhưng tiền tài không thể mua được sức khỏe đã mất đi, không thể giúp người ta trở về với sự khỏe mạnh ban đầu nữa. Vì vậy, cổ nhân luôn coi dưỡng thân hơn trị bệnh, không để phát bệnh mới chữa, mà phải chú trọng ăn uống nghỉ ngơi một cách điều độ. Theo luận đoán tử vi chọn đời, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 70 đến 89 tuổi, những người này ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, sống tốt đời đẹp đạo, tích phúc tích đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tiếp theo là vận mệnh của anh chị tuổi Đinh Tỵ theo tháng sinh âm lịch. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 1 âm lịch, tài lộc của người tuổi Tỵ tháng dần không được tốt, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách trong công việc và cuộc sống. Điều quan trọng đối với họ lúc này là cần bình tĩnh và thận trọng, nỗ lực vượt qua giai đoạn sóng gió, cuối tháng tài lộc có sự chuyển biến tốt lên. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 2 âm lịch, tháng Mão, người tuổi Đinh Tỵ có sao tốt chiếu mệnh, nên tài lộc khả quan, công việc tiến triển thuận lợi. Hơn nữa người này có quý nhân phù trợ, nếu biết nắm thời cơ sẽ đạt thành công lớn. Vào tháng này người tuổi Đinh Tỵ nên có thành ý tốt với mọi người, mở rộng các mối quan hệ kinh doanh, có thêm dũng khí để vững bước trên đường sự nghiệp. Nguồn thu chính và phụ của người này trong tháng rất tốt. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 3 âm lịch, vận thế của người tuổi Đinh Tỵ trong tháng thì có chiều hướng đi xuống so với tháng trước, tuy nhiên họ vẫn thu được thành công trong những hợp tác kinh doanh nhỏ lẻ. Nếu biết nắm bắt tình hình khôn khéo xử lý mọi việc, người tuổi Đinh Tỵ vẫn có những nguồn thu ngoài dự kiến. Để tránh bỏ lỡ thời cơ, người này nên đầu tư vào những dự án mình đã nắm vững, tăng cường mở rộng mối quan hệ với cấp trên nhằm tạo lập vị thế vững chắc hơn. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 4 âm lịch, vận thế của người tuổi Đinh Tỵ trong tháng Tỵ gặp khá nhiều trắc trở, do có sao giữ chiếu mệnh nên họ khó có thể vươn lên. Mặc dù đã cố gắng hết sức, tháng này họ không nên đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, bởi sẽ không thu lại được lợi nhuận.
họ cũng cần cẩn trọng trong vấn đề tài chính để tránh bị rò rỉ nguồn thu, cân bằng lại chi tiêu trong gia đình, phòng khi khó khăn. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 5 âm lịch, tài lộc trong tháng Ngọ của người tuổi Đinh Tỵ có chiều hướng đi lên, mọi khó khăn của tháng trước dần mất đi, thu nhập có phần tăng lên. Tháng này người tuổi Đinh Tỵ phải biết lượng sức mình, tránh đảm nhận những việc vượt quá khả năng, kẻo mang đến gánh nặng vào bản thân. Mặc dù tài lộc tháng này tốt, nhưng người tuổi Đinh Tỵ cần cảnh giác trước mọi cám dỗ, phải biết dừng lại đúng lúc đề phòng bất trắc. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 6 âm lịch, tháng Mùi, người tuổi Đinh Tỵ có sao tốt chiếu mệnh nên có nhiều tài lộc, sự nghiệp phát triển mạnh, họ thu được nhiều thuận lợi trong kinh doanh. Nguồn thu chính và bên ngoài tăng gấp nhiều lần so với những tháng trước. Vào thời gian này tuổi Đinh Tỵ nên vững vàng tiến bước, dẫn đầu trào lưu thể hiện hết khả năng và thế mạnh của mình để đạt được nhiều thành công hơn nữa. Họ cũng không nên lãng phí trong chi tiêu, cần tích trữ tiền của để phòng những lúc khó khăn. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 7 âm lịch, có duyên với kinh doanh, gặp được nhiều may mắn trên con đường học vấn, tự thân lập nghiệp đi lên từ hai bàn tay trắng, nếu cố gắng sẽ đạt được thành công trong cuộc sống và có sự nghiệp vững chắc ổn định. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 8 âm lịch, sớm lập gia đình và có cuộc sống ổn định, sự nghiệp thành công như ý muốn, có nhiều bạn bè người thân yêu mến kính trọng, tuy nhiên không nên quá tin tưởng người khác kẻo bị lợi dụng lừa gạt. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 9 âm lịch, tính tình cởi mở thân thiện, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn, trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn. Tuy thời gian đầu lập nghiệp sẽ gặp một số khó khăn trắc trở, nhưng càng về sau càng được thuận lợi thành công. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 10 âm lịch, chăm chỉ, cần cù cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, nhưng đôi khi kết quả không được như ý. Trong cuộc đời cần đề phòng về vấn đề sức khỏe, dễ mắc các căn bệnh về đường tiêu hóa hô hấp. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 11 âm lịch, gặp nhiều gian nan trắc trở, nếu muốn thành công cần phải kiên trì và tìm đến sự giúp đỡ của những người thân, không nên vội vàng nóng nảy trong công việc, nếu không sẽ gặp phải thất bại lớn. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 12 âm lịch, cuộc sống không ổn định, lúc tiền bạc dư thừa, lúc khó khăn thiếu thốn, cần phải học cách tiết kiệm tiền bạc, chi tiêu có kế hoạch hợp lý. Quý vị thân mến, cuộc sống có muôn vàn lý do khiến cho ta mệt mỏi, dù bạn không muốn thì khó khăn vẫn đến, nỗi buồn cứ mãi vẫn đeo bám. Tất cả những khó khăn và nỗi đau kia là nghịch cảnh mà bạn phải trải qua, cho dù chúng có làm bạn khó chịu và chán nản vô cùng. Nghịch cảnh luôn đến một cách bất ngờ, chúng ta khó có thể tránh, đó là những bất trắc mà chúng ta bắt buộc phải đối diện, nghịch cảnh chính là sự vô thường. Bất định của một cuộc đời mỗi con người, tất cả những khổ đau hoạn nạn bất công tổn thương đều đã được vận mệnh an bài sẵn. Nghịch cảnh chính là những khó khăn tình huống xảy ra ngược theo hướng tiêu cực với những gì mà chúng ta nghĩ, nó làm chúng ta gặp nhiều khó khăn và trục trặc. Chúng ta không ai muốn gặp phải tình huống khó khăn, nhưng chính những điều này đã làm cho chúng ta thêm kinh nghiệm và động lực để đi tiếp. Nói đến nghịch cảnh, ai cũng nghĩ nó ảnh hưởng xấu tới cuộc sống, nhưng thật ra nghịch cảnh có rất nhiều giá trị riêng. Câu danh ngôn đã chỉ ra rằng, nghịch cảnh không chỉ là phép thử của tình cảm, mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh của con người. Khi chúng ta gặp phải nghịch cảnh, tức là khi chúng ta đang ở trong một tình huống mà cần tới sự giúp đỡ của người khác. Lúc chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn, thì phép thử của tình cảm chính là ám chỉ những ai đã ở lại bên cạnh giúp chúng ta, cũng như những ai đã rời bỏ ta mà đi. Khi chúng nghèo khó, họ đã không ở lại bên mình, thì đây cũng chính là cơ hội để ta nhận ra họ không thật lòng với mình và loại bỏ họ ra khỏi con đường tiến tới thành công của bản thân. Thước đo của trí tuệ và bản lĩnh của con người, tức là để thử thách trí thông minh, nhạy bén của chúng ta, để có thể giải quyết được những gì đang xảy ra, và bản lĩnh chính là chúng ta đã dám nghĩ, nhưng có dám làm hay không, nghịch cảnh cho ta cơ hội để nhìn nhận lại bản thân, xem chúng ta có đủ thông minh và bản lĩnh để vượt qua khó khăn này hay không, dám nghĩ thì phải dám làm, nghịch cảnh sẽ mang lại điều tiêu cực, hay tích cực thì cũng đều phụ thuộc vào con người đó. Nếu họ có trí thông minh, có những người đối với mình thật lòng và có bản lĩnh, thì họ sẽ vượt qua được những khó khăn để vươn cao hơn. Ngược lại, đối với những người luôn cảm thấy tiếc nuối về những người đã rời bỏ mình, không dám làm điều gì vì sợ lại lún sâu thêm nữa, thì họ sẽ mắc kẹt trong nghịch cảnh mãi mãi. Không phải chỉ cần làm đúng là có thể thoát ra khỏi nó, nhưng cũng không phải do con người đã làm sai điều gì thì mới phải chịu sự trừng phạt này. Cuộc sống vốn là một vòng quay luôn chuyển động không ngừng nghỉ. Ngồi trên vòng quay ấy có lúc ta cảm thấy nắng ấm, thấy cầu vồng tươi sáng khiến ta phấn chấn vô cùng, nhưng cũng có khi ta bị bóng tối che khuất, khiến lòng ủ rột buồn bã. Đó là những quy luật hết sức bình thường của cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Mọi thứ cứ chuyển động liên tục, hết vui lại buồn, hết buồn lại vui, tâm trạng con người cũng vì thế mà sớm nắng chiều mưa. Gặp chuyện vui thì mừng,
Gặp chuyện buồn thì chán, đó không phải điều lạ lùng gì, quan trọng hơn cả là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn vẫn có thể giữ được sự an nhiên tĩnh tại. Người thành công nào cũng phải trải qua thất bại, mỗi lần thất bại đều là để chúng ta tiến gần hơn tới ngưỡng cửa thành công. Chương trình đến đây là kết thúc, cảm ơn sự lắng nghe của quý vị, chúc quý vị luôn an nhiên và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.